Mời. Rồi. 5 củ nha. À, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình có đi ra chợ đồ cũ ở Vạn Phúc, Hà Đông ấy. Thấy có cái nỏ này nhìn nó ok hay hay nên mình mua về để chế cháo lại cho nó như nào. Đây, mình mua với giá là 50.000 các bạn. Này, màu nó hơi cũ và có một vài chỗ nó hơi xấu ấy. Và mất một cái cò này này, cái cò này nên mình mua về để chế lại xem ok không. À, vẫn còn rất chi là chắc các bạn. Và bây giờ mình xin phép làm nó nhé, làm mới lại nó nhé các bạn nhé, các bạn cùng mình làm nhé, ok. Chắc quá. À, ra rồi. Chắc thật. Dây này vẫn còn tốt lắm các bạn. À, dây vẫn còn tốt lắm. Để lắm, chắc chắn. Để ra đây. Bây giờ mình sẽ đánh dây giáp cái này đi nhé. Thank you.
Hi, chào các bạn nha. Hiện tại mình đã phục chế xong chiếc cung thần thánh này rồi. Bây giờ mình để test thử cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn nhìn, mình làm lại, đánh bóng lại, dây nhựa thì nó vẫn còn nguyên. Bây giờ mình test thử cho các bạn xem nhé. Thử cho các bạn xem bắn vào cái kia nhé, cái lốp nhé. Một tên. Thử tên thứ hai nha các bạn nhé. Bộ nào mà. Hai tên được điểm 9. Ok. Tiến thử bóp vào 2 3 trở. Bye.